Xin chào tất cả các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách xếp hình lục giác từ phần gỗ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho nên ngày nay phải mày đi đỡ là anh có thể nhất là ồ, anh tấn làm sao mới để nhận để mình muốn lên được nhanh nhất chứ chứ có một đường cố nữa quá đi từ rồi bảo anh đứng nhận nó không ban đó anh nhận cái không ban đó cái ảnh nhận rồi anh không có giá anh chỉ có giá nhưng mà anh không sẵn không có sẵn đúng chứ có đến đây có thì có giá được chứ khi đi được thì sẽ mình sẽ có giá của nhân đó với nào có đó anh nhân nhận đi anh có đó
đi, con nhìn đi, tất cả cái nhìn đi. Thank you.
bài của cháu nó chặt câu lại. Thank you.
ba của ai cũng cùng nữa rồi. Đánh nhau ai chứ? Đánh đánh còn còn đâu ba cũng cùng nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại đó. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
chỗ này đi. Nghèo, nghèo đi. Bướng. Rồi, xong. Nó đang bị... Học tiền thái như thế không hả? Được quả xe như thế nào? Học tổ quả là... Cũng là được. Học tổ quả là... Cũng là cái quả là như thế này. Đó. Bạn đi vui. Thả đồ đi tâm. Bạn có thể cố nó đáng đi. Thank you.
Thank you.
Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.